Truyền kể có một không không đạo nhân học đạo cầu tiên, từ Đại Quang Sơn Thanh Ngạnh Phong vô Kê Nhai Hạ Sơn đi ngang, bỗng thấy một hòn đá lớn, nét chữ rõ ràng, từng dòng thẳng lối. Không không đạo nhân liền ngước mắt nhìn qua: Vô đằng không thể giá trời, lạc lối hồng trần suốt bao năm, kiếp trước kiếp sau sinh bao chuyện, giờ ai ghi lại vẻ truyền kỳ. Thì ra trong lúc mẹ nữ hoa luyện đá giá trời đã đến Quang Sơn Vô Kê Nhai luyện thành một ngoan thạch cao 20 trượng, bề rộng thì hơn 24 trượng, 36.501 viên. Mẹ nữ hoa chỉ dùng 36.500 viên, chỉ còn lại duy nhất một viên chưa dùng, bèn dứt ở núi này dưới Thanh Cánh Phong. Ai ngờ sau khi viên đá này tự mình tôi luyện, linh tính đã thông, vì thấy viên đá khác đều được giá trời, riêng chỉ có mình bất tài không được lựa chọn, rồi tự than thân trách phận, ngày đêm đau buồn hổ thẹn. Một hôm, đang lúc cất tiếng than dài, nó thấy một tăng một đạo từ xa đi đến, nói về chuyện hồng trần vinh hoa phú quý. Viên đá nghe được bất giác động lòng phàm tục, nhưng hận mình ngốc nghếch, bất đắc dĩ thốt nên tiếng người: Đại sư, đệ tử ngu muội không thể bái kiến người. Vừa nghe nhị vị bàn về chuyện nhân gian phồn hoa tráng lệ, lòng rất ngưỡng mộ. Đệ tử tố chất ngu xuẩn nhưng có chút linh tính, vả lại nhị vị tiên sư tiên hình đạo thể không phải bình thường, chắc chắn là người độ thiên tế thế, là người có tài lẫn đức. Xin hãy rủ chút từ tâm, dẫn theo đệ tử đi xuống cõi trần, sống nơi phú quý, hưởng thụ vài năm trong nơi êm ấm. Đệ tử mãi nhớ ơn sâu, vạn kiếp sẽ không quên. Thiện tai, thiện tai, chốn hồng trần đó tuy cũng có chút chuyện vui, nhưng không thể tồn tại lâu dài. Hơn nữa còn ngọc lành có vết, việc đời đa đoan, tám chữ này nối liền với nhau, trong phút chốc sẽ lại hết vui sinh buồn. Thế sự đổi đời cuối cùng là cơn mơ thoáng qua, trở về cát bụi. Viên đá lòng tham đã nổi, làm sao nghe lọt tai những lời này, vẫn cứ khổ sở cầu xin. Cũng được, hôm nay ta ban phép lực giúp ngươi một lần, đợi đến ngày cuối cùng trở về nguyên trạng, kết thúc kiếp này, ngươi có chịu không? Đa tạ nhị vị đại sư, đệ tử vô cùng cảm kích. Họ liền niệm thần chú, triển khai phép thuật. Có lợi ích thật sự, cần phải khắc thêm chữ vào, khiến người vừa thấy biết ngay đây là bảo vật kỳ diệu. Sau đó đưa người đến vùng đất xương minh long thịnh, là dòng dõi trăm anh thi lễ, nơi phồn hoa tráng lệ, nơi ấm êm phú quý để an cư lạc nghiệp. Không biết người đưa đệ tử đến nơi nào, mong được chỉ rõ để đệ tử không lo. Ngươi khoan hãy hỏi, lúc đó tự nhiên sẽ hiểu thôi. Ngươi chính là viên đá bất tài, muốn được biến hình nhập thế, nhưng không biết đá này
rơi rụng xuống đâu, đầu thai vào nơi nào, sự việc ra sao? Không Không đạo nhân tỉ mỉ đọc kỹ lần nữa. Qua các triều đại vua chúa hàng ngàn niên kỷ, ông cảm thấy sụp đổ hoàn toàn. Trong thư sách toàn là những lời hoang đường. Một dòng lệ chua xót đã khiến tác giả quá dại. Ai giải được câu nói được ghi trên bia đá kia? Ngày đó ở phía đông nam, trong một góc nhỏ, có một nơi tên Cô Tô, có thành tên Thành Sương Môn, là một vùng đất phong lưu giàu có. Ngoài thành Sương Môn có một con phố Thập Lý, trong phố có một ngõ Nhân Thanh, trong ngõ có một ngôi miếu cũ. Vì đất đai chật hẹp nên ai cũng gọi miếu Hồ Lô. Cạnh miếu có một ngôi nhà quê, họ Chân tên Phí, tự Sĩ Ẩn, vợ cả Phong Thị. Do Chân Sĩ Ẩn này bản tính điềm tĩnh, không ham mê công danh, lấy uống rượu ngâm thơ làm vui, là một người có nhân phẩm cao quý. Đến nay tuổi đã 50 nhưng không có con trai, chỉ có một người con gái. Tên đứa bé là Anh Liên, năm nay 3 tuổi. Một hôm thời tiết nóng bức, Sĩ Ẩn đang ngồi nghỉ trong thư phòng, tay vừa buông quyển sách định nghỉ ngơi một lát, không ngờ mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong giấc mơ, Sĩ Ẩn bỗng đến một nơi, không biết đó là nơi nào. Nhìn từ xa thấy có một tăng một đạo đang đến, vừa đi vừa nói: "Ông cầm vật này định đưa tới đâu?" "Hiện nay có một vụ án đang cần phải kết thúc. Tên Phong Lưu Bậc Nhất vẫn chưa đầu thai nhập thế. Nhân cơ hội này, hãy đem vật này cho hắn mang đi cùng, để cậu ta đi mà nếm thử." "Thì ra quan nghiệp Phong Lưu dạo này lại sẽ tạo ra nạn kiếp dạng thế, nhưng không biết nó rơi vào phương nào và nơi nào." "Chỉ vì bên bờ Linh Hà ở Tây Phương, cạnh đá Tam Sinh, có một ngọn giáng châu thảo, là do thần anh của cung Xích Hà canh giữ, ngày đêm tưới nước cam lộ, dần dần thoát chất cây cỏ, đổi được hình người và luyện thành một nữ nhi. Chỉ vì chưa đền đáp được ơn chăm bón, vì vậy trong nó luôn có một vướng mắc kéo dài dai dẳng bất tận. Đến ngày nay thần anh này lòng phàm sôi sục, muốn được hạ phàm kết lấy ảo duyên. Cảnh ảo hỏi đến cái tình chăm bón, biết là vẫn chưa trả xong. Giang Châu Tiêu Tử liền đáp: đó là cái ơn cam lộ, tôi lại không có nước này để trả. Nếu chàng đã xuống trần thế làm người, tôi cũng xuống trần thế làm người, đem hết tất cả nước mắt cả đời của tôi để trả, cũng là trả ơn cho chàng rồi. Vì sự việc này đã dẫn đến việc bao nhiêu quan gia Phong Lưu theo họ để kết thúc án này." "Nhị vị tiên sư khoan đã, nhị vị tiên sư xin dừng bước. Khi nãy nghe nhị vị nói vật ngốc nghếch không biết thế nào, có thể cho tôi ngắm không?" "Nếu hỏi vật này cũng có nhân duyên đó." Chân Sĩ Ẩn khi vừa nhận lấy nhìn, thì ra là viên ngọc đẹp trong sáng, trên đó nét chữ rõ ràng, có khắc bốn chữ Thông Linh Bảo Ngọc, phía sau còn có vài hàng chữ nhỏ. Khi ông muốn nhìn kỹ, đạo sĩ liền nói đã đến ảo cảnh và lấy lại viên ngọc rồi bỏ đi. "Đến rồi, đến rồi." "Khi giả thành thật, thật cũng giả, không nằm trong có, có hoàn không." Chân Sĩ Ẩn đột nhiên tỉnh lại, những chuyện đã mơ liền quên hết một nửa. Chỉ thấy con gái ngày càng xinh đẹp như hoa như ngọc, ngoan hiền vui vẻ, liền ôm vào trong lòng, vui đùa với nó một lát, rồi lại đưa ra phố
xem cảnh náo nhiệt của lễ hội. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Thí chủ! Thí chủ! Ông đang ôm bên mình một vật vô cùng sâu xô, liên lụy đến cả phụ mẫu. Đưa cho tôi! Đưa cho tôi! Đưa cho tôi! Nuôi con chiều con có ích gì? Hương Lăng gặp giận tiết gia trang, nguyên tiêu hội Tết sau đêm đó, tức lúc khói lên gặp quả tai, không cho cũng được. Cũng được, cũng được, chúng ta cũng đi cho xong, chia tay tại đây, không cần đồng hành, mỗi người một hướng, sau ba kiếp, chờ nhau ở Bắc Màn Sơn, cùng nhau về Thái Hư hoàn cảnh kết thúc. Hay lắm, hay lắm. Hai người này, cô lại là, ta nên hỏi thử, nhưng giờ, hối hận đã muộn rồi. Lại kể, trong miếu Hồ Lô gần nhà chân sĩ Ẩn, có một nho sinh nghèo ở nhờ. Họ Giả, tên Quá, biểu tự Thời Phi, biệt hiệu Vũ Thôn. Giả Vũ Thôn này cũng là dòng tộc thi sĩ quan lại. Vì ông bà cha mẹ căn cơ đã tận, chỉ cho ông ấy một thân áo vải. Vì tiến kinh, mưu cầu công danh, dựng lại cơ nghiệp, nên tự đi đến đây, lại ẩn mình ở đây, tạm ở nhờ trong miếu, nên thường qua lại với sĩ Ẩn. Vũ Thôn vô cùng cảm kích. Viêm lão gia tới thăm. Thứ lỗi cho lão đây, mời ngồi, lát nữa ta sẽ ra. Lão tiên sinh cứ việc tự nhiên, giảng sinh là khách quen rồi, chờ chút có sao. Vũ Thôn vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì ra là một cô nha hoàn đang hái hoa ngoài đó. Dung nhan vô cùng thoát tục, đôi mắt trong sáng, tuy không phải xinh đẹp cho lắm nhưng lại có nét làm rung động. Vũ Thôn bất giác ngẩng người ra. Người này nhìn cây phách như vậy nhưng mà lại áo vải sơ sài, có lẽ là quỳnh đây chính là người mà lão cha hay nói. Dạ Vũ Thôn, thảo nào lại nói quỳnh ấy sẽ không ở lâu trong cái nghèo. Vũ Thôn thấy cô ngoảnh đầu nhìn, liền cho rằng cô gái này đã có ý với mình, nên vui mừng khôn tả. Thầm nghĩ cô gái này biết nhận ra anh hùng, là tri kỷ trong chốn phong trần. Một hôm, lại tới ngày Tết Trung Thu, nhà sĩ Ẩn tiệc đã tan, nhưng vẫn bày thêm một bàn khác ở thư phòng. Một mình ông đi bộ đến ngôi miếu để mời Giả Vũ Thôn. Mời. Ngọc giấu đáy hòm chờ giá bán, thoa nằm trong hộp đợi thời bay. Sĩ Ẩn càng thêm lòng yêu cái tài, tặng cho 50 lượng ngân lượng và 2 bộ áo ấm cho Vũ Thôn. Đợi ngày 19 là ngày hoàng đạo, lập tức mua thuyền đi phía Tây. Nói đến canh ba, hai người chia tay. Hôm sau, chân sĩ Ẩn muốn viết 2 lá thư tiến cử đưa Vũ Thôn mang đến thần đô. Không ngờ Giả Vũ Thôn đã vội vàng đi linh kinh rồi, để lại lời nhắn: người có học không cần ngài hoàng đạo hay hắc đạo, không từ mà biệt, mua thuyền đi về phía Tây để dày dựng tiền đồ. Sĩ Ẩn nghe được cũng chỉ đành chịu. Đúng là ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt lại là Tết Nguyên Tiêu. Chân sĩ Ẩn lệnh cho người nhà Quách Khải bế theo anh Liên đi ngắm hội hoa đăng. Thank you.
Quách Khải đột nhiên mắc tiểu, bế theo anh Liên vội vàng rời khỏi hội hoa đăng, tìm một con hẻm vắng vẻ để anh Liên ngồi trên bậc cửa của một ngôi nhà. Tiểu thư à, cô ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi rồi về liền hả? Anh Liên, 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 anh Liên. Quách Khải này cũng không dám trở về gặp chủ nhân nên tha hương bỏ trốn. Vợ chồng Chân Sĩ Ẩn thấy con gái đi cả đêm không về, dẫn thêm vài người đi tìm kiếm. Anh Liên, khi trở về vẫn bặt vô âm tín. Hai vợ chồng họ nửa đời chỉ có một đứa con, mất trong phút chốc, vì vậy khóc suốt ngày đêm, gần như muốn tìm cái chết. Không ngờ ngày 15 tháng 3 này, miếu Hồ Lô làm đồ cúng, chảo dầu phát quả, lửa lan cửa sổ. Người ở vùng này đa phần dùng tường tranh vách gỗ, nói chung cũng vì số kiếp. Thế là nhà nối tiếp nhà, lửa lan khắp nơi, khiến cả con phố cháy như quả diệm sơn. Lúc này tuy có quân dân dập lửa, nhưng lửa cháy quá lớn, làm sao mà dập nổi. Cứ cháy suốt một đêm, cũng không biết thiêu rụi bao nhiêu hộ. Chỉ tội nghiệp Chân Gia ở sát bên đã bị cháy thành một đống ngói vụn. Chân Sĩ Ẩn đành bàn bạc với thê tử bán hạ giá mấy khu điền trang, rồi dắt thê tử và hai cô nha hoàn đi đến nhà nhạc phụ. Lão gia, lão gia, tiểu thư về rồi. Nhạc phụ ông tên là Phong Túc, trong nhà vẫn rất giàu có. Thấy con rể thảm hại đến đây, trong lòng có chút không vui. Sĩ Ẩn biết nhờ người không được, trong lòng có phần hối hận, cộng với nỗi đau năm ngoái, căm phẫn oán hận, tích tụ nỗi đau. Một người tuổi cao, nghèo bệnh cùng lúc, vì thế dần dần lộ ra quan cảnh hạ thế kia. Người đời đều cho thần tiên hay, mà chuyện công danh lại vẫn sai. Xưa nay tướng soái nơi nào đấy, một dãy mùa hoang cỏ mọc đầy. Người đời đều cho thần tiên hay, nhưng hám vàng bạc lòng không khuây. Suốt ngày những mong chứa cho đầy, đến lúc đầy rồi nhắm mắt ngay. Người đời đều cho thần tiên hay, những thích vợ đẹp lòng không khuây. Lúc sống ái ân ngày kề suốt, lúc chết liền bỏ theo người ngay. Người đời đều cho thần tiên hay, muốn đông con cháu lòng không khuây. Xưa nay cha mẹ quả thực khờ,
Con Hiền, cháu Thảo, ai thấy đây? Nãy giờ ông nói gì vậy? Toàn mấy chữ không khuây, không khuây. Nếu ông nghe được hai chữ này có thể xem như đã hiểu. Phải biết mọi sự trên đời không khuây là vướng bận. Nếu như không vướng thì cứ gọi là đã khuây. Nếu muốn khuây thì phải không vướng bận. Bài này của tôi tên là Hảo Liễu Ca. Khoan đã, cho tôi đem bài Hảo Liễu Ca giải thích nó ra được không nhé? Vậy thì xin mời, xin mời. Giờ đây nhà trống, năm xưa hút đầy giường, nay có ngổn ngang. Xưa là đời hát mua, nhện văn tơ kết đầy xà gỗ, màn the trú rưỡi ngã bệt bên sông cửa. Nói gì mà son thì đậm, phấn thì thơm, sao lại mái đầu điểm thành sương. Hôm qua hoàng thổ lúng đầu tiễn bạch cốt, đêm nay dưới túp liều đỏ ấy có nguyên ương. Vàng đầy trương, bạc đầy trương, bóng thành ăn mày ai cũng mắng. Đang than mạng người khác không thọ, đâu biết chính mình chết đến nơi. Biết dạy con không đảm bảo ngày sau, không làm gấp gái kén chuộng, sao ai mà cần lưu lạc tại chốn trăng hoa. Vì chê ô xa nhỏ dẫn đến khoa trong công, ngoài chê áo khoác rách, nay chê áo khoác dài. Loạn cào cào bạn hát xong rồi tôi lên thế, nhận ngược quê người là quê tôi. Thương quán đường đến cuối cùng đều giúp người khác, mài áo du quỳ. Rất sát nghĩa, rất sát nghĩa. Sĩ ẩn cùng đạo nhân liên đi như cơn gió ra khỏi phố phường nguyên náo. Dân chúng xem như là một truyền thuyết mới. Phong Thị nghe được những lời này khóc đến nỗi chết lên chết xuống. Bất đắc dĩ không thể không sống nhờ vào cha mẹ của bà. Ông Phong Túc tuy oán trách mỗi ngày nhưng cũng đành phải chịu. Hôm đó đại nha hoàng Chân Gia Kiều Hạnh mua chỉ ở trước cửa, bỗng nghe trên phố dân chúng đều nói Tân Thái Gia nhậm chức. Kiều Hạnh chỉ thấy đoàn quan hô hào, từng đôi đi qua. Lát sau Kiều Lớn đang khiêng một vị quan đội ô sa đỏ tươi đi qua. Vũ Thôn phát hiện liền ngẩn người, tự nghĩ nha hoàng này rất quen mặt, rất giống người từng gặp ở nhà của Sĩ Ẩn. Ngày hôm sau, Vũ Thôn cho người mang đến hai bao ngân lượng, bốn sắp gấm dốc đáp tạ phu nhân Chân Gia. Lại gửi một bức thư mật nhờ Phong Túc chuyển lời hỏi phu nhân Chân Gia muốn nạp Kiều Hạnh làm phòng nhì. Chỉ một năm liền sinh một con trai. Nửa năm sau, vợ cả của Vũ Thôn bỗng lâm bệnh qua đời. Vũ Thôn liền đưa cô lên làm vị phu nhân chính thức. Không ngờ không tới một năm, Vũ Thôn liền bị quan trên tố cáo và bị cắt chức. Giả Vũ Thôn trong lòng vô cùng hổ thẹn, giao phó lại công việc, đem số vốn tích lũy trong mấy năm làm quan và lớn nhỏ trong nhà đưa về quê cũ. Nhưng lại một mình hóng gió ngắm trăng, du ngoạn thắng cảnh khắp nơi. Hôm đó lại du ngoạn đến vùng đất Duy Dương, vì nghe nói vị quan Lâm Như Hải muốn tuyển một người thầy. Vũ Thôn muốn vào đó, hơn nữa tính kế an thân. Thì ra tổ tiên của Lâm Như Hải này từng trong hàng ngũ hầu gia, nay đến Như Hải trải qua năm đời, tuy là con nhà phú quý nhưng cũng là dòng dõi nho học. Chỉ tiếc là đời sau Lâm gia này không thịnh, con cháu có hạn. Nay Như Hải đã được 40, tuy có mấy phòng thê thiếp nhưng số ông không có con trai, chỉ có vợ chính Giả Thị sinh một con gái tên là Đại Ngọc, năm nay 5 tuổi, không có con trai
nên thương như báu vật. Tiểu nữ vốn là con một cho nên rất cô đơn, mẫu thân của nó lại bệnh suốt năm nên càng thêm sầu não. Cả ngày nó chỉ quyến luyến với cảnh chim hoa, lấy nước làm bạn, lại càng trở nên ít nói. Vì vậy mới mời tiên sinh đến để chỉ dạy thêm. Tôi không mong thân con gái có thể có được học vấn hơn người, chỉ mong là có thể tu tâm dưỡng tánh, đừng có quá cô độc khép mình, thì tôi mãn nguyện rồi. Không tự nói, nếu muốn tạo nhân tài, 1 năm đã là đủ. Nếu được 3 năm chắc chắn thành tài. Không tự nói, người có tài có đức gìn giữ nước nhà sẽ được vững bền theo 5 tháng. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Ai ngờ Giả Thị Phu Nhân, mẹ của cô học trò, lâm bệnh qua đời. Cô học trò xưa hầu thuốc thang, nay giữ quan tài. Gần đây vì đau lòng quá độ, vốn đã yếu ớt lắm bệnh nên bệnh cũ tái phát, mấy ngày liền không đến học. Vũ Thôn rảnh rỗi buồn chán, mỗi khi tiết trời dịu mát, cơm xong thì ra ngoài đi dạo. Ai chà! Trùng hợp, thật trùng hợp. Lão huynh, tới đây khi nào? Sao đệ không hay biết? Về nhà vào cuối năm ngoái, nay còn phải vào kinh, sẵn đi ngang qua đây tìm một người bạn cũ nói vài câu. Huynh ấy có tình, bảo ta ở lại vài ngày, ta lại không có việc gấp nên đã nhận lời. Người này là thương nhân đồ cũ trong kinh, Lãnh Tử Hưng. Ngày trước quen nhau trong kinh, Vũ Thôn thích nhất là Lãnh Tử Hưng này, là người ông cho rằng sẽ bản lĩnh lớn. Lãnh Tử Hưng lại muốn nhờ danh nho sĩ của Vũ Thôn, nên hai người nói chuyện rất ăn ý, hiểu ý lẫn nhau. Huynh, dạo này trong kinh có tin gì mới hay không? Thì là người trong dòng tộc cao quý của lão đệ đây đã xảy ra một chuyện, cũng là chút chuyện nho nhỏ. Dòng tộc đệ không ai ở trong kinh, sao có chuyện này được? Hai người cùng họ, có phải cùng dòng tộc không? Hả? Vậy là nhà ai? Dinh Quốc phủ, trong Giả phủ, cũng xui xẻo không kém gì so với lão đệ. À, thì ra là nhà họ. Năm ngoái đệ tới Kim Lăng, có đi ngang qua nhà của ông ấy. Phố đông là Ninh Quốc phủ, phố tây là Dinh Quốc phủ, hai nhà nối liền, chiếm hết cả nửa con đường. Cách một bức tường nhìn qua, bên trong đình đài lầu cát lại còn nhà cao chót vót. Chỉ một vùng phía sau, ở trong vườn hoa rừng cây núi đá, cũng mang hơi thở tùm xanh mát. Tại đệ không biết, năm xưa Đinh Quốc công, Dinh Quốc công là hai huynh đệ cùng một mẹ sinh ra. Ninh công là trưởng, sinh ra 4 người con trai. Khi Ninh công qua đời, Giả Đại Quá lên làm quan, cũng sinh ra 2 con trai. Lớn là Giả Phu, đến 8-9 tuổi thì đã chết. Chỉ còn lại đứa con nhỏ là Giả Kính lên làm quan. Bây giờ thì một mực hướng đạo, chỉ thích luyện đan tu đạo, chuyện khác đều không bận tâm. Cũng may lúc trẻ có một con trai tên là Giả Trân, vì cha ông ta một lòng muốn làm thần tiên đã để chức quan cho ông ta, một mình trong kinh ngoài thành trà trộn trong đám đạo sĩ. Tên Giả Trân này đâu chịu ăn học, chỉ thích ăn chơi thôi. Cả một Ninh Quốc phủ bị ông ta lật ngược lên, cũng không ai dám lên tiếng. Ông tổ Giả Trân này lại sanh một con trai, năm nay 16 tuổi, tên là Giả Dung. Nói về Dinh phủ cho đệ nghe, từ khi Dinh công qua đời thì trưởng tử Giả Đại Thiện lên làm quan, người này đã cưới tiểu thư Sử Hầu Gia, công lao hiển hách, về làm vợ, sanh ra 2 con trai, trưởng tử Giả Xá, thứ tử là Giả Chính. Đại Thiện qua đời từ sớm, thái phu nhân thì còn, trưởng tử Giả Xá lên làm quan, còn thứ tử Giả Chính từ nhỏ yêu thích đọc sách, tổ phụ thương nhất. Hoàng thượng đặc biệt ban tặng cho chính lão gia này phong hàm làm chủ sự, khiến ông cố công học tập, đến nay đã lên làm viên ngoại lang rồi.
Chính lão gia này có phu nhân là Dương Thị, đứa con trai đầu tiên tên là Giả Châu, 14 tuổi đỗ tú tài, chưa tới 20 tuổi thì đã cưới thê tử sanh con trai rồi bị bệnh mà chết. Đứa con thứ là cô con gái, sanh vào mùng 1 tháng giêng, vậy đã là lạ rồi. Không ngờ sau đó lại sanh một con trai, lại còn lạ hơn. Đứa con trai này vừa mới chào đời, trong miệng đã ngậm một viên ngọc ngũ sắc lấp lánh, trên đó lại còn có đầy chữ. Đặt tên cậu ta là Bảo Ngọc. Đệ nghĩ đây có phải là chuyện lạ không? Quả nhiên lạ. Chỉ e người này lai lịch không nhỏ. Ai ai cũng đều nói như vậy. Vì vậy nãy tổ mẫu quý cậu ta như châu báu. Vào năm tròn 1 tuổi, chính lão gia muốn thử chí hướng tương lai cậu ta, đem vạn vật trên thế gian bày ra trước mặt để cậu ta bóc. Ai ngờ cậu ta không bóc gì hết, đưa tay ra thì đã bóc những thứ như là phấn son trăm bông của con gái. Cho nên chính lão gia nổi giận mới nói: sau này á, ngươi chính là phường tham mê tửu sắc, vì vậy mà trở nên không thích nữa. Chỉ duy có sử lão thái quân vẫn cứ quý như mạng sống. Đến nay đã 7-8 tuổi rồi, mặc dù vô cùng ngang ngược nhưng mà rất thông minh khéo léo, trăm đứa không bằng mình cậu ta. Nói năng cũng kỳ lạ, nói là nữ nhi là xương thịt làm bằng nước, nam nhi là xương thịt làm bằng bùn, để thấy có buồn cười hay không. Sau này chắc chắn là háo sắc rồi. Trưởng nữ của chính lão gia tên là Nguyên Xuân, vì hiếu hiền tài đức đã được chọn vào cung làm nữ quan. Nhị tiểu thơ do thiếp của Xá lão gia sinh, tên là Nghinh Xuân. Tam tiểu thơ do thiếp của chính lão gia sinh, tên là Thám Xuân. Còn tứ tiểu thơ là em gái của Trân gia Ninh Phủ, tên Tích Xuân. Bởi vì sử lão phu nhân rất là thương cháu gái, cho nên mấy chị em gái đều có ở bên tổ mẫu học chung một chỗ, nghe nói người nào cũng đẹp. Gia đình bình thường thích dùng nhất là mấy chữ đẹp như Xuân Hồng Hương Ngọc. Sao mà Giả Phủ cũng đi theo lối mòn này vậy? Không đâu. Chỉ vì bây giờ đại tiểu thơ được sinh vào mùng 1 tháng giêng, cho nên đặt là Nguyên Xuân, còn lại mới đặt theo chữ Xuân này. Chứ như trưởng bối, con gái đều đặt như con trai. Chứng cớ sẵn đó, hiện nay quý đông gia phu nhân của Lâm Công là em gái của hai lão gia Xá Chính ở trong dinh phủ, lúc ở nhà tên là Giả Mẫn. Nếu đệ không tin, quay về tìm hiểu thử. Hèn chi của học trò của đệ, cử chỉ hành động quả thật có khác, không giống với những cô gái ngày nay. Đúng là người mẹ khác thường cũng có con khác thường. Nay biết là con cháu dinh phủ lại càng thấy hy hữu. Tiếc là tháng trước mẫu thân đã qua đời rồi. Lúc nãy nói chính lão gia này đã có con trai Ngậm Ngọc, lại có một cháu út trưởng tử nối dõi. Vậy Xá Công không có con trai nào sao? Nếu hỏi tới Xá Công, cũng có hai con. Trưởng tên là Giả Liễn, năm nay cũng khoảng 20 tuổi rồi. Thân thì càng thêm thân, đã hỏi cưới cháu gái của Dương Thị phu nhân chính lão gia. Cưới cũng được 2 năm rồi. Trên người Liễn gia này cũng mang dòng máu tương tự, là người không thích học hành. Ra chốn trường đời, cơ hội tốt tan biến bởi lời lẽ. Vì vậy tới nay chỉ sống ở nhà của nhị thúc chính lão gia, phụ giúp lo liệu việc nhà. Mời. Vũ Thôn à, lẽ nào để không biết trong kinh Chuẩn Tố có ý muốn phục hồi quan cũ sao? Đã có thiên thời địa lợi như vậy, sao đệ không nhờ Lâm Như Hải chuyển hướng vào kinh rồi tìm Giả Chính, không chừng sẽ có quý nhân đó. Đa tạ lão huynh. Thiên duyên trùng hợp, vì thê tử qua đời, nhạc mẫu trong kinh vì sợ tiểu nữ không có người ở cạnh dạy bảo nên sớm đưa thuyền đến đây đón cháu. Chỉ vì tiểu nữ thân đang đau bệnh, vẫn chưa có khỏi hẳn
nên chưa kịp đi. Tôi đang nghĩ tiên sinh có ơn dạy dỗ, vẫn chưa có đền đáp gì. Gặp cơ hội này, có lý nào lại không đền đáp ân tình chứ? Đã viết một bức thư, chuyển nhờ nội huynh, để mà giúp đỡ Chu Toàn, tiện thể tỏ lòng thành. Vũ Thôn không biết lấy gì đền đáp. Ngày mùng 2 tháng sau, Lâm Đại Ngọc dù không nỡ rời xa phụ thân, nhưng nay trên không có thân mẫu dạy bảo, dưới không có huynh đệ tỷ muội đỡ nâng, nay ngoài tổ mẫu có ý đón về, đúng lúc có thể giảm bớt nỗi lo cho thân phụ, ngấn lệ từ biệt lên thuyền mà đi. Giả Vũ Thôn ngồi chiếc thuyền nhỏ khác, dẫn theo hai tiểu đồng cùng đưa Đại Ngọc lên đường. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Họ đi qua Dương Châu, qua Đại Vận Hà đi thẳng ra Bắc, trải qua mấy tháng, đến lúc đầu xuân đã đến nơi, tức là Kinh Thành. Lúc Đại Ngọc đến bến cảng của Kinh Thành, liền có kiệu của Dinh Phủ gọi đến và có cả xe để chở hành lý chờ sẵn. Lâm Đại Ngọc thường nghe mẫu thân mình nói, nhà của ngoại tổ mẫu không giống với nhà khác. Mấy người tớ già mà hôm nay cô nhìn thấy, ăn mặc, đồ dùng đã là khác lạ rồi. Huống hồ, người trong nhà họ, vì vậy cẩn thận từng bước, luôn luôn để ý, không chịu tùy tiện nói thêm một câu nào, đi thêm một bước nào, chỉ sợ bị người ta cười chê cô. Tự mình lên kiệu, qua những con đường phố phồn hoa, bỗng thấy ba cánh cửa lớn hình đầu thú ở phố Bắc. Trên biển của cửa chính có ghi năm chữ lớn là Sắc Tàu Ninh Quốc Phủ. Lòng Đại Ngọc nghĩ đây chắc là nhà trưởng tử của ngoại tổ. Đi tiếp hướng Tây, vẫn là ba cánh cửa lớn như vậy, chính là Dinh Quốc Phủ. Nhưng không vào cửa chính, chỉ đi vào từ cửa hông bên trái, đi qua thẳng một đường, rồi ngừng lại, lui ra hết. Mấy bà lão ở phía sau vội đi lên, lại gánh lấy đòn kiệu trong sự bao bọc của những người tớ già. Ngôi giường của giả mẫu dần dần hiện ra. Lão Thái Thái, Lâm tiểu thư đến rồi. Ngoài tổ mẫu, đứa cháu cưng của ta. Trong những đứa con của ta, ta thương nhất là mẹ của con. Bây giờ nó lại bỏ ta mà đi trước, gặp mặt lần cuối cũng không thể. Như vậy sao ta không đau lòng được? Thôi được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc quá hại sức khỏe. Đại Ngọc, bái kiến ngoại tổ mẫu. Đứng dậy, đứng dậy. Chỉ tại ta không tốt, rõ ràng đã đến mà ta cứ khóc mãi, làm cho con cũng đau lòng. Ta đúng là hồ đồ rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.